Trở lại sau kỳ nghỉ lễ, những ngày đầu tháng 5, khu vực Hà Nội có thời tiết khá mát mẻ, có mưa ở nhiều nơi. Trong ngày mùng 3 tháng 5, đợt không khí lạnh này sẽ tan dần, nhưng thời tiết thủ đô sẽ chưa nóng ngay trở lại như những ngày cuối tháng 4. Chi tiết thời tiết thủ đô Hà Nội ngày mùng 3, mùng 4 tháng 5, trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ C. Theo các chuyên gia khí tượng dự báo, trong những ngày đầu tháng 5 sẽ còn hai đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng tới nước ta. Đợt thứ nhất vào ngày mùng 5 tháng 5, đợt thứ hai khoảng từ mùng 8 đến mùng 9 tháng 5. Như vậy, cứ khoảng từ 3 đến 4 ngày, khu vực lại có ảnh hưởng của không khí lạnh nhẹ. Thủ đô Hà Nội duy trì mát mẻ cho cảm nhận dễ chịu trong phần lớn 10 ngày đầu tháng 5. Xen giữa các đợt không khí lạnh nhẹ ở miền Bắc vẫn là những ngày nóng hơn, nhưng nhiệt độ không cao như hồi cuối tháng 4 và cũng không kéo dài thành đợt nóng mới.